Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu bạn cho bạn một cái loại cây mới nha các bạn ha. Đây là cây mẫn cầu gai nè các bạn, hay là cây mẫn cầu sim á ha. Các bạn biết thì mẫn cầu hiện nay thì trên thị trường chúng ta có hai cái dòng cây nha. Một cây là mẫn cầu tròn hay là gọi là quả na đó các bạn. Một cái dòng cây là cây mẫn cầu sim hay là cây mẫn người miền Nam hay gọi là mẫn cầu gai các bạn ha. Lý do là cái trái nó có gai nha các bạn ha. Mình sẽ xem trên đây, hình như cây này nó có trái nè bạn. Đó ha, bạn thấy ha, cái trái nhỏ trên phía trên đó ha. Đó ha. À, trái đó các bạn, trái có gai ha. Đây nè, cái trái này nhỏ nhỏ nè, nó có gai nè. Đó ha. Thì gọi là cái mẫn cầu gai ha. Người Bắc thì gọi là trái mẫn cầu sim đó các bạn ha. Thì cái này cũng là thuộc dạng một cây mà cây dễ trồng nha các bạn ha. Nó phù hợp cái khí hậu và hầu hết cái vùng miền, chủ yếu là vùng miền phía Nam là chính nha các bạn ha. Và đặc biệt là người ta ghép cái này với cái gốc Bình Bác để cho nó phù hợp với nước phèn các bạn ha. Đây ha,